Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động mạnh, đẩy hơi ẩm vào sâu trong đất liền, nên trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ vẫn có mưa. Trong đó, thì khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều điểm có mưa vừa, mưa to, tập trung ở khu vực ven biển và các tỉnh vùng Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì cũng có mưa, nhưng chỉ ở mức rải rác. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trên toàn khu vực sáng nay khá dễ chịu, chỉ từ 23 đến 26 độ. Trong hôm nay, mưa vẫn còn rải rác nhiều nơi, xen với những khoảng nắng nhiều mây. Vì thế, nền nhiệt trong trưa chiều nay cũng không cao. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời mát cả ngày với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 29 cho đến 31 độ. Còn đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ là từ 31 đến 32 độ. Lùi xuống miền Trung, những nhiễu động gió đông từ biển vào cũng khiến cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong đó, trọng tâm mưa là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, với lượng mưa có thể lên tới xấp xỉ 100mm trong vòng 24 giờ. Do mưa lớn dồn dập nên nguy cơ rất cao xảy ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm. Trong đó, đặc biệt là tình trạng lũ quét và sạt lở đất, tập trung chính ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh và ngập úng các khu vực trũng thấp ven sông. Người dân sinh sống ở các khu vực cảnh báo mưa lớn cần hết sức đề phòng. Do mưa nhiều nên nhiệt độ hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế chỉ từ 29 đến 31 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, mưa rải rác trong ngày, mức nhiệt cao nhất trong khoảng 31 đến 33 độ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lại đang giảm nhanh, chỉ còn lui về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng lên ngưỡng 28 đến 31 độ. Còn với Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh là từ 31 đến 33 độ. Trên biển, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Tại vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi có gió giật cấp 6, cấp 7, biển động, kèm theo mưa rào và dông. Ngoài khơi, khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa mưa giảm dần. Bản tin thời tiết sáng ngày 25 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.